Rồi. Ok. Đợt rồi á thì nếu chị không nhầm á thì Ân có nói với mọi người rằng là lúc mà mọi người commit code lên á thì mọi người có check out và lấy cái ID của cái Jira lên đúng không? Cái ID của cái ticket bên Jira ấy Ân, đúng không em? Với phần mình không Ờ đúng rồi. các bạn một vài lần nữa Nhưng mà mọi người đã thì làm. thấy à, cũng quen nhưng mà bây giờ em nói khó không biết Ờ, chỉ có ok. thể gọi các từ những cái phần mình của các bạn xem Chị check một vài cái merge request ở đây luôn đi ha. Thì mình có là như cái này là làm chuẩn này. CR bao nhiêu đó, rồi CR bao nhiêu đó. Mình sẽ dựa trên cái này thường. Cái mà chị muốn show cho mọi người á là khi mà chị tạo ra một cái pull request hoặc là một cái commitment á, mà chị đưa ra cái ticket ID của Jira ở đây. Thì chị ví dụ như là cái ticket này là chị fix cho một cái gì đó liên quan tới cái ticket 1424 thì chị sẽ là CR 1424. Thì nếu như mà chị làm đúng cái format này, cái comment ở đằng sau này không quan trọng ha, cái comment đằng sau này có thể rằng là CR 1424 support fix bug cái gì đó đi, nhưng mà cái này mới là cái quan trọng. Thì nếu như mà các bạn click vào đây thì nó sẽ link thẳng vào cái Jira của các bạn. Ok, để chị cái Jira này là chị đang login cái này. Rồi, nó sẽ link thẳng vào cái Jira này. Mọi người hiểu ý chị không? Rồi, ở dưới này thì nó sẽ có tự động tạo một cái comment ở đây. Tức là cái comment này là cái hệ thống nó sẽ tự convert từ bên chỗ cái GitLab qua bên này. Thì sau này ví dụ như là chị muốn check rằng là ticket này nó có cái pull request là cái nào thì chị sẽ vào đây, chị vào comment, chị có thể thấy được. Từ đây chị có thể nhấn vào đây thì chị có thể thấy được cái giá trị ở bên này luôn. Ok không? Thì cái này nó sẽ giúp cho cái chuyện rằng là các bạn làm, các bạn cần biết là các bạn đang làm ở đâu, làm như thế nào. Nếu như mà các bạn bảo rằng là bug này đang ở in review thì in review của cái bug đó thì có cái pull request là cái nào và pull request đó nó link về cái chỗ nào, thì tức là từ một cái thông tin của một cái Jira ticket thôi là ở đây thì chị có thể trace được rằng là cái status thực sự của nó đang đứng ở đâu thay vì chị phải đi hỏi từng người. Đúng không? Ok, thì các bạn chỉ đơn giản là khi mà các bạn check out ra một cái brand mới á, git check out thì làm ơn hãy để cái ticket Jira ID lên thế nào thì nó sẽ chủ động nó link cho các bạn. Ok là hiểu chưa ta? Đây thì ví dụ như là chị qua đây đi ha, và chị nhấn cái này. Cái này là nó tự động ấy nha, chút xíu mọi người có thể thử này. Chị ví dụ như chị lấy một cái demo khác đi. Chị không lấy cái ticket số này nữa mà chị lấy một cái con mốc khác trong cái active string này của mọi người đi. Chị lấy cái con ví dụ như cái con này đi. Chị lấy cái CR này đúng không? Rồi, chị qua bên này. Chị tạo ra một cái pull request. New merge request. Chị ví dụ như vậy ha. Cái merge request này của chị đi từ master compare brand and continue select show. Không phải. Nãy chị tạo như nào ta? Thì bên sắp ngồi nữa New một request này. Select số. Chị ví dụ như là từ left đi ha. Compare continue. Ở đây, chị sẽ có cái title này. Chị ví dụ giống như vậy ha. Là chị không có làm gì bên Jira hết nha. Setting. Rồi, chị create một request. Rồi, chị đứng ở đây. Chị có thể nhấn qua đây được. Là nó ra cái Jira cho chị. Rồi, ở dưới này. Sao nó không có cái comment ta? Mày chưa kịp tạo ấy. Đây, ok không? Hiểu chưa? Mày xem rồi đúng không? Rồi, ok. Xong này thì tất cả các bạn, lúc mà các bạn làm ở dưới terminal của các bạn ấy, thì các bạn CMD thì các bạn chỉ cần rằng là ví dụ như là git check out trừ b rồi bắt cái ticket ID vô
xong rồi các bạn sửa cái gì 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 đó trong cái code của các bạn, rồi các bạn commit lên tạo ra một cái pull request thì nó sẽ chủ động, nó sẽ convert lại giống như cái demo nãy chị mới làm cho các bạn. Ok chưa Minh? Rồi ok, đây là cái bước đầu tiên mình thay đổi là cái process của các bạn sau này ấy. Chị mong muốn rằng là khi mà chị nhìn vào cái Jira Ticket, chị sẽ biết được rằng là các bạn đang làm ở như thế nào, stuck ở chỗ nào. Cái mục tiêu cái này ấy, thực ra nó có hai cái mục tiêu, chị cũng nói trước với các bạn. Thứ nhất rằng là tất cả các công ty nó đều có làm như thế này hết, tất cả các công ty outsourcing vô đất đúng chuẩn IT là họ sẽ làm như thế này, và chúng ta sẽ cần phải làm cho nó đúng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau này ấy, ví dụ như các bạn không làm tiếp hoặc là các bạn bận hay cái gì đó, chị sẽ các bạn còn lại dựa trên cái ticket Jira ID này, có thể từ một ticket Jira ID có thể hiểu được rằng là các bạn đang đứng ở đâu, stuck chỗ nào để có thể tiếp tục phát triển, thay vì phải ngồi chờ rồi binh. Đó là một cái để mình tiếp tục phát triển mà mình không cần phải depend on ai hết ha, mình có tool hết, mình làm theo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, thì sau khi quá trình mình chỉ xài Slack, thực sự Slack, cái này gọi là cái gì chị quên rồi, Skype ấy. Rồi, mình xài Skype ấy, thì chị thấy rằng là mình discuss rất là nhiều cái ở trên này, và lắm lúc đó, mặc dù mình có meeting note nhưng mà nó trôi rất là nhanh. Chị thấy rằng là tỷ lệ mà ticket nó được loss lên á thì nó trôi tương đối là nhiều và thông tin nó tương đối là nhiều, và nó cũng không có link được với lại là Jira. Hiện tại là ví dụ như chị làm cái gì đó bên Jira thì ở bên này nó cũng không sync được, trừ khi mà chị paste cái link của Jira vào đây thì các bạn mới biết thôi. Và nó không scalable được, đó là cái thứ nhất, nó không automated được này. Rồi tiếp theo nữa là team của nhà mình á, thì nhà mình có đến tận nhiều back end, nhiều front end và nhiều QA, và đặc biệt là